Những lúc này, trùm giang hồ đáng đao đang lao vào cơn bệnh. Mình may mắn được trùm giang hồ đáng đao lần đầu tiên tiết lộ câu chuyện thật về chuỗi ngày gây ra bao nhiêu lỗi lầm. Ngay lúc này, qua chuỗi video này, ông mong muốn kể thật để trút bỏ bớt day dứt những tội ác đã gây ra. Những năm thập niên 60, thế kỷ 20, nhắc đến đáng đao, dân Nam Kỳ lục tỉnh phải run sợ. Vốn bản tính lãng tử, đẹp trai, ông dễ dàng dụ dỗ nhiều thiếu nữ dân quê, rồi lừa bán cho những sàn nhảy, ổ chứa mại dâm tại Sài Gòn và Chợ Lớn. Có lúc, ông nhận lệnh từ tướng Nguyễn Cao Kỳ truy sát băng nhóm Đại Ca Thay, đâm thuê chém mướn, bảo kê thu thuế, tổ chức sòng bài, chích hút và điều hành gái mại dâm. Cuối đời thôi kiếp ngựa hoang, để có miếng cơm qua ngày, có thuốc thang cho người vợ bệnh tật, trùm giang hồ khét tiếng đáng đau phải lê la hát trong ngoài chợ. Thưa ông, thì trong suốt cuộc đời làm du đảng thì có thời gian nào mà ông cảm giác thấy hối hận về những cái tội lỗi mình gây ra hay không? Có nhé. Câu chuyện ở ngày đó ở Long An ấy, có con vợ nó không biết ở đâu, ở Cần Thơ hay đâu, có lên nó tìm chồng ở Long An ấy. Thế rồi tối là nó lạ, nó không tìm ra rồi nó vào cái phòng ngủ. Hồi nó gọi là cái hu tên. Nó tới thì kiếm gái không được, cái rồi vào. Bắt á, không chịu, nó năn nỉ. Rồi cuối cùng, dùng áp lực chơi. Xong rồi mình lại cho với đàn em nó chơi hối đồng. Con nhỏ vừa khóc vậy. Xong rồi mình nghĩ mình hối hận, nó bảo nó chồng hai con rồi, chồng cái bót tín rồi. Nó ở Cần Thơ nghe nói đổi đấy, bắt đến nơi về Long An. Mình nghĩ, mình lúc đó đâu có nghĩ cái bên này, nên đạo nhân loại thỏa mãn rồi, được rồi, chơi rồi mình còn cho mấy người em nữa. Rồi bây giờ hồi lúc khi không có một cái ân hận chứ, làm sao mà không va chạm được. Đôi khi mình cũng có những việc làm, giờ là ân hận. Ví dụ như bây giờ ông gặp lại chính cái người con gái mà hồi xưa mình ép quan hệ với những cái đệ tử mình tập thể, thì ông sẽ nhắn nhủ lời gì? Và thì cũng chỉ biết là nhận lỗi họ thôi, chứ còn bây giờ biết nói làm sao. Và đó là câu chuyện mà nó mang cái nỗi dây dứt ông suốt cuộc đời. Bây giờ mình cũng chỉ biết nói vậy thôi, biết là nó sai rồi anh hả. Còn một lần nữa, ngay Long Khánh này, tôi gặp bán hàng lúc đó tôi oai lắm, đi chơi cây bát xếp bằng cây côn, đội cái nón Tân Tây Lan, đi gặp cô ấy bán nước ngọt với nước mía trước cái tại cưa. Rồi mình thấy mà cô cũng thích tôi, hỏi thăm kỷ niệm mà hỏi thăm cái rồi tôi mới nói cô bây giờ cô đưa xì lết ba Long Khánh này, bán cho cái gì đấy ba coi nhỉ, quét tôi ly ra rồi làm tháng mấy chục ngàn này. Cái hẹn đó tôi mang Honda lên đón chở lên, nên chị bảo bây giờ tối rồi thôi mai đi, đêm đó cái thằng cảnh sát ở Long Khánh nó về tụ, nó về mướn nhà vợ con, nó tên là thằng Đàn, thì vợ nó đi về trá thăm nhà cái hai con. Nó bảo tôi mới nói nó bảo đưa vào nhà nó với thằng Quý nữa, cái cảnh sát đưa vào nhà nó, đêm đó để bàn tính nhau. Thì tôi thằng Đàn đó thì tôi về trước, mà con nó kêu một con ở xì lớp ba về cho nó ngủ ngoài, còn tôi với thằng Quý là chính là thịt con này cái quê mà. Thì tối cái gì đấy? Cái thằng Quý vô trước à, cũng nói tại lệnh biết đất nè, cứ lệnh nè gặp nó không chịu. Rồi tới cái thằng Đàn vô cũng không chịu, nó cũng không chịu.
cái tới tôi vô nó cũng không chịu. Thì hai thằng kia, một thằng đè chân, thằng đè đầu, còn tôi tột ta. Cái bắt đầu con nó cũng ghê, nó có học mà. Nó nói mấy anh cưỡng hiếp tôi hả? Tôi la lên á, rồi mai tôi đưa các anh ra tòa. À, các bắt đầu nghe con này nó có học, nó biết đúng luật rồi. Khoảng giọt cái hai người sát nó thôi thôi mày ở nhà nhau. Tao đi ra công tác, cái tuần hết. Cái tụi tôi chết trả rồi, mai mà nó thương cái là kẹt. Cái tôi biết anh thì nó cũng chẳng trả rằng nó nói. Tôi biết qua cái con ánh mà ở CD3 tôi làm trước, tôi bảo vô anh đi vô. Nó, em nói anh rồi, anh không nghe. Mấy anh làm bạo quá như vậy thì thôi để em anh đi, anh đi hết cái rồi. Nó ra, cái tôi cái ra vô tôi nói thôi bây giờ anh biết nổi rồi. Không ngờ mấy đàn bạn như vậy rồi bây giờ. Em ngủ trên giường đi, anh xuống dưới đất, anh nằm. Cái tôi nằm á, tôi cứ trí tôi đập mũi vào nhà như vậy, nó có mũi. Nó cứ đập, nó nằm lúc cái xuống nó đập thôi. Tôi giả vờ vậy chứ tôi, và anh ngủ à, không trả lời. Nó bảo với, mới đập mũi ra ngủ gì, sao anh á là vậy mà anh khờ vậy. Em thương anh thật sự đó, cứ theo anh về đây. Em không về. Về anh đưa cả bạn bè anh tới làm những cái chuyện như vậy. À, thôi anh lên giường ngủ với em đi. Anh lên giường ngủ. Đến sau này á, mấy người cảnh sát nửa đêm về, 4 giờ về, đập cửa. Tôi ra tôi dọa tôi bảo tụi mày, mày nhất có này thương ra tòa đó. Giờ tụi mày tính ra nó gọi tôi, giờ tao quay ít tiền là mày đưa cho nó. Nó được. Thằng đi quay được tôi 4.000. Bây giờ thôi. Chắc là anh tôi bị thuyết nó. Nó nói giờ hoàn cảnh như vậy, gia đình em nghèo quá mà đứa em còn đang học. Thế thôi giờ em chịu đi, hy sinh đi. Vô bán xì lấy ba đi. Đồng ý. Cái bán. Thời gian. Tôi bị thương tôi nằm. Nó vào nó nghe tin nó vào nó thăm. Và bà mẹ tôi vào nó bắt cây vỏ đuổi. Mấy bà già xưa đâu có chịu ba cái gì đó. Nó mặc đồ bắt cây đuổi. Sau vết thương tôi lành rồi tôi về. Tôi ra thì nó cặp với anh Trung Quý bên quân. Cái con kia mới nói rồi chứ anh coi chừng nó cặp với anh Trung Quý ở đại sướng bên quân đó. Tụi biển con dữ lắm, tụi mặc kệ đấy. Thế bắt đầu thấy tôi ào tới, ôm hết tôi. Tát tôi mấy phát, mày ở nhà mình. Dám đi cặp, bị thương mày không lên thăm mà. Ô, anh có biết không, vô nghe tin xin đi, chỉ anh đi thăm. Má anh cứ bắt cây rồi chạy cùng làng hết. Đĩ này kia, em đâu có em vô. Thì em cũng sống rồi cũng cặp với Trung Quý mình quân thật có. Đến lúc thấy xe đáp tới cái con này nó bảo kìa. Thằng bồ nó tới á. Rồi dọn là thằng bạn tôi. Vô với giới thiệu. À, cái tôi nói được. Tự nhiên. Sau này giải phóng. Đó, sau bao nhiêu lần. Tôi về đây, tôi đi cạo mũ rồi. Chủ nhật tôi đi chợ Long Khánh. Tôi đang đi vậy. Nó nắm mày sau lưng, nó nắm áo tôi kéo lại. Nó bảo anh. Tôi quay lại, nó bảo ủa, anh nhớ em à? Nhớ lúc đó, à, anh nhớ là em, Thu. À, nó bảo giờ em có chồng hai con rồi, em ở chợ nhỏ Long Khánh này. Ghé về nhà em. Tôi nói giờ gấp lắm, anh phải về vì xe, có kịp xe họ chở về. À, để bữa nào anh ra, nó bảo anh cứ ra ngay cái chợ nhỏ nó khánh hỏi bà Thu nè, em buôn bán đó. Đến lúc mình khổ quá mà bây giờ nó buôn bán á, còn nó lại có chồng nữa, không ra. Sau này có dịp tôi ra thì hỏi thì nó đi Mỹ mất rồi. Đi Mỹ này cũng mấy 20 năm. Thì nó, thì đó nó cặp Mỹ, nó có đứa con HU, nó đi diện nè, không cả, tôi nó đi diện con này.
mà mình đâu có lấy địa chỉ nó. Cái hồi đó mình lấy cái chị đó, nó mời vào nhà mà thì nó bảo nó có chồng rồi, thì nó mình không có vào. Rồi sau này có dịp mình ra mình cũng đi tìm, và thấy là bà đi rồi, bà đi Mỹ nay lâu rồi, đi viện bảo bảo lãnh online. Rồi từ đâu mà ông đến với bác ở nhà? Thì sau cái năm 69 á, tôi quen bà này từ lúc ở tôi còn nhỏ, tôi cạo mũ đây, bà cũng người di cư, bà đi cạo mũ á, lên đây người di cư á, đây rồi quyết biết nhưng mà không ấy nhau. Sau này tôi mới đi ra ngoài, đi giang hồ, đến lúc mà tôi trở về thì tôi gặp bà ở Hồ Nai. Bà đi làm chung với chỗ bà dì tôi. Rồi bắt đầu lấy nhau từ đó. Thì nhà nước cho bà tháng 600. Còn tôi thì cái năm ngoái, năm nay 81. Thì năm ngoái là 80, nhà nước tháng cho được 300. Rồi có những lúc tôi kẹt đó, thì tôi bắt đơn đi chợ tôi xin. Lúc tôi còn cái xe ra 81 à, tôi ra tới Hàng Gòn hay là tôi vào sông Nhạn à. Nhưng mà bây giờ 3 năm nay tôi bị tim nặng quá, tôi đi không được đó. Đi bộ tôi còn phải chống chống cái gậy đó, thành ra tôi không có ấy nữa. Tôi xin rồi bác đơn, rồi tôi ra bệnh viện, rồi tôi có bác đơn nó và bệnh viện tôi xin nữa đó. Đó, vừa nằm viện mà vừa xin, người ta thương người ta không cho.